đứng đây trả treo sao? Nghịch nương là thuận tâm mà, mau quay trở về hầu hạ Nguyễn Tần đi, không sao đâu. Nguyễn Tần là người thật thà, muộn cùng đã hiểu muội là một người tốt, là người tốt trong cùng hiếm có được. Thì hoàng thượng vẫn ở trong lòng ta. Chủ tử, ta có vui hay không ai mà để ý tới. Nghĩ lại vào thời gian đầu xuân năm nay, không hiểu vì sao hoàng thượng đột nhiên lại nhớ đến thần thiếp. Ngay lúc đó muội bất ngờ đến nỗi không nói được lời nào cả, tay và chân cũng không biết phải để đi đâu mới phải.